Đây bài con của con Mimi. Mimi này cho con từ nhỏ nha, bị cái đuôi nè, đuôi bị đạp gãy, bị mẹ đạp gãy hư nè đó. Nhưng mà cái con đẻ ra không bị lỗi đuôi đó. Thấy không, nó không lỗi đuôi. Thì để mình hôm nay mình sẽ làm một cái clip để giải thích rõ cho mấy bạn biết về nhân giống nha. Vô vô. Thì trong nhân giống á, thì có những cái hình trạng mà sợ mấy bạn là nuôi á, là sợ có mẹ bị hư đuôi thì đẻ con bị hư đuôi. Thì tùy con này nó đang chăm con cho nên nó rút ghê quá, đang bồi dưỡng lên cho lên. Thì này, đây thấy bà con không lỗi đuôi nhé đó. Thì có nhiều trường hợp là lỗi đuôi là do di truyền, là thí dụ chó mẹ từ đầu là bị lỗi đuôi là do tật. Còn mà lỗi đuôi mà do là bị sự cố thì nó sinh ra chó con nó không có bệnh. Đây cái trường hợp này là chó mẹ bị lỗi đuôi do sự cố này, là chó con không có lỗi đuôi. Ra để thẩm định được cái vấn đề mà lỗi do sự cố á, hay là do di truyền á, thì nó nằm ở chỗ là do cái trại thôi, uy tín của trại thôi, uy tín trại mà có thành thật hay không, hay là người bán người ta nó gì để bán con ngon cho con á mà nói không đúng á. Thì mình là khách hàng thì mình nên tìm hiểu kỹ, tìm những nơi có uy tín để sản phẩm nó ra nó đỡ bị những tình trạng mà kiểu như nhầm lẫn, hoặc là nuôi đã đời cả năm hai năm trời để con ra nhìn con tự bị lỗi đuôi tà le thì nó tốn phí công phí sức lắm. Mình phải thành thật từ ban đầu. Đây thì mình quay clip này thì cho mấy bạn biết về cái nhân giống thôi. Nhân giống là tình trạng sao mà chó bị lỗi đuôi. Thì lỗi đuôi thứ nhất là do di truyền, hai là do sự cố, thì trong lúc mẹ nào mà nó chăm cho con á, nó đạp lên hoặc nó xây chở làm nó đạp nó gãy hư đuôi thì đó sự cố. Còn mà di truyền thì khả năng cao là nó liên quan đến chó đực nè, ông bà nè, rồi hoặc là chó mẹ là nó bị từ nhỏ, tật từ nhỏ. Rồi sau đây thì làm cái review về lỗi đuôi của trại chó Phước Sài Gòn đến đây là hết. Thì các bạn cần quan tâm về chăm sóc chó hoặc là dinh dưỡng sao, hay là kỹ thuật chăm á, thì cứ liên hệ với trại chó Phước Sài Gòn. Hoặc các bạn tìm con giống này nọ với kinh phí mà hạn hẹp vẫn tìm được những con giống chất lượng. Đây khu vực này là khu để nuôi chó con nhé, cái phối giống nuôi chó con mà đủ lớn thì mình tách bày ra. Mimi, cái này chừng 2 tuần nữa, mà sau khi mà bày này là sổ dung rồi, 2 tuần nữa mình tiêm phòng xong là mình cách ly cho mẹ ra để cho chó mẹ nó hồi lại. Hiện tại nó đang bị rút quá, chó con nó hút dữ lắm.